Thảm họa động đất sóng thần xảy ra vào năm 2004 đã sát hại khoảng 230.000 người ở các nước dọc Ấn Độ Dương. Và riêng tại tỉnh Aceh của Indonesia đã hứng chịu hậu quả nặng nề nhất với hơn 170.000 người thiệt mạng. Nhưng sau 10 năm, một câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra khi một bé gái người Indonesia bị sóng thần cuốn trôi đã vừa trở về đoàn tụ trong niềm vui vô bờ bến của gia đình. Cô bé này có tên là Ratatun Jana. Jana khi đó 14 tuổi và anh trai 7 tuổi đều bị nước cuốn đi khi sóng thần đánh vào Tây Aceh ngày 26 tháng 12 năm 2004. Thượng đế đã trao cho chúng tôi một phép màu. Tim tôi đập loạn xạ khi thấy con bé, tôi đã ôm lấy nó ôm lại tôi và cảm thấy rất dễ chịu khi ở trong vòng tay của tôi. Bà Jamalia và chồng sống sót sau thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân Aceh. Vợ chồng bà nghĩ rằng cả hai con của mình đều đã chết. Tuy nhiên hồi tháng 6, anh trai của bà Jamalia bất ngờ nhìn thấy một cô gái ở làng bên, rất giống cô cháu gái Jana đã mất tích của mình. Ông đã đi tìm hiểu và phát hiện ra rằng cô bé 14 tuổi này bị nước biển cuốn trôi hồi năm 2004 và dạt từ Aceh vào một hòn đảo nhỏ ở phía tây nam tỉnh này. Một ngư dân đã cứu cô bé, đưa cô về cho mẹ của ông. Mẹ ngư dân này đã nuôi nấng cô bé từ đó. Bà Jamalia và chồng tìm đến nhà người ngư dân và xác định cô bé 14 tuổi trên chính là bé Jana đã mất tích 10 năm trước. Vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi tạ ơn Thượng Đế vì đã cho chúng tôi tìm lại được đứa con. Jana là một cô bé vui vẻ nhưng không nói nhiều, mới học tới lớp 4 vì bị chấn thương tâm lý sau trận sóng thần. Jana kể, cô và anh trai sống sót và bị mắc kẹt trên đảo Bản Nhác, và giờ đây không biết anh trai đang ở đâu.